Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi game Helluva Level 51 nha các bạn. Thì trước khi mình chơi, mình xin cảm ơn bạn Duy Trần TV Trần đã nhắc mình trở lại cái level 51 này. Rồi, còn bây giờ chúng ta tiếp tục ở level 51 này, ở chapter số 6 các bạn, ở câu 51. Thế đây chúng ta thấy làm sao chúng ta cho cái nút màu đỏ này nó rơi trúng đầu anh này nè. Thế đây chúng ta thấy nó có mấy cái thanh bằng gỗ đó các bạn, thì làm sao chúng ta di chuyển cái thanh này nó rớt ra, thì cái cục màu đỏ này nó rớt xuống đầu anh này nè. Vậy đây chúng ta sẽ vẽ một cái cục tảng đá ở góc nha các bạn. Ok, chưa được đó. Yes. Level 51 như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ cho cái này nó rớt xuống đây nè các bạn, nó bay qua đây, nhưng mà nó cũng phải đủ lực đó, đủ lực nó mới rớt, nó mới giữ được. Đúng rồi, oh my god, do cái thanh của mình nó khá nhỏ các bạn. Mình lại oh my god. Yes. Cái thanh của chúng ta phải đủ lớn thì nó mới đủ lực bay qua nha các bạn. Ok, tiếp tục. Ở màn số 53 này chúng ta thấy cái cục màu đỏ này nó nằm như thế này nè, nó đầu trên lên như thế này nè. Ở đây chúng ta có một cái thanh cố định màu xanh. Như vậy thì đây mình sẽ vẽ một, chúng ta vẽ giống như một cái khung vấu vào á. Hả? Yes. Nhưng mà không được đủ 3 sao không? Yes, vẫn đủ 3 sao các bạn. Chụp. Ở đây chúng ta cần vẽ một cái đường vòng như thế này nè, để cho cái anh này anh rớt vô đây nè. Đó, anh báo cái anh này là chúng ta sẽ thắng thôi. Nhưng mà làm sao chúng ta di chuyển cho nó qua cái đầu của anh ta. Đây mình sẽ vẽ một cái đó, cái này nó rớt xuống, nó phải tới đây. Ok. Oh my god, cái này chắc không được 3 sao rồi. Yes. Nhưng mà chắc có lẽ là không được 3 sao. Vẽ ở đây nó khá là dài đó. Ok, 2 sao cũng được. Bạn nào mà có ý hay trong cái màn này thì chúng ta để lại comment nhé. Tiếp theo ở đây chúng ta có một cái nút màu xanh cố định nè. Như vậy chúng ta vẽ làm sao cho cái móc màu đỏ này nó rớt vô đây nè các bạn. Như vậy đây mình sẽ dùng một cái móc giống như cái dạng móc câu vậy đó. Đó, chúng ta vẽ vừa thôi, để cho nó vừa tới là chúng ta nó đụng lên tràn đây liền. Yes. Ok, level 56. 56 cũng tương tự thôi. Đây chúng ta có cái đồng hồ nó cũng cố định đó. Vậy thì mình cũng vẽ một cái móc này, nó vừa tới đây là nó bỏ ra thôi. Yes. Yes. Đó, vậy là được các bạn. Ok. Ôi, xém rớt nè. Ok, bây giờ ở đây chúng ta sẽ làm một cái giống như cái rồng rập đó. Ở đây chúng ta phải làm sao cho cái rồng rập cái này nó sẽ rơi xuống đây. Vậy thì nó cái rồng rập này nó phải bám đó các bạn. Dạ, cho nên ở đây là chúng ta phải vẽ như thế này đây. Đó. Chỗ này chúng ta phải vẽ cho nó sát nha các bạn. Đây các bạn phải vẽ nó tương đối sát á. Không là nó không ra đâu. Rồi. Yes, nó phải kiểu cố định như thế này nè mới được. Tại sao? Yes. Ok, tiếp tục. Đây mình cần một cái thanh nằm ngang nè. Một cái thanh nằm ngang, nhưng mà vấn đề làm sao cho nó giữ được nè. Đó, như vậy thì có nhiều cách lắm. Ở đây mình sẽ tiếp tục mình bấu thôi. Tức là chúng ta vẽ một cái nét bấu. Đó, yes. Đó, nó phải cố định lên đây thì cái này nó chạy qua thì chúng ta mới chiến thắng được. Ok, cái trò này mình thấy nó rất là hay. Lý do là các bạn thấy là mình phải tưởng tượng trước cái đường đi của cái quả bóng đó các bạn. Rồi, tiếp tục. Đây thì chúng ta đẩy cái này qua đây thì vấn đề làm sao cho nó rớt mà nó rớt qua đây. Vậy đây chúng ta phải tạo một cái khung
một cái khung lớn để cho nó giữ lại đó. Cái này đây mình sẽ tạo một cái đường nào nó phải rộng ra, đủ rộng các bạn. Mình có thể tạo như thế này cũng được. Đó. Oh. Yes. Yes. Bạn nào có ý kiến khác ở cái level này thì chúng ta có thể để lại comment nhé. Cái miễn sao là chúng ta vượt qua mà 3 sao là tốt rồi các bạn. Ok, tiếp tục. Level này thì làm sao chúng ta phải đẩy nó qua góc bên đây nè. Các bạn phải đẩy qua góc bên đây làm sao nó rơi xuống đây nè. Như vậy thì cũng khá là khó đó. Level này mình thấy hơi khó đó nha. Không lẽ mình vẫn bám, đúng rồi. Ở đây thì chúng ta vẫn vẽ một cái đường bám các bạn. Đó là chúng ta sẽ vẽ một cái chúng ta phải vẽ một cái góc bám như thế này. Ok, chỉ vậy thôi. Oh my god. Yes. Yes. Ok. Rồi. Level số 61 này chúng ta thấy cái rồng rọc này nó quay hướng bên đây nè. Đó, như vậy thì làm sao chúng ta đỡ chỗ này nè. Đó, thì ở đây chúng ta có cái thanh này nè. Ok, như vậy thì mình lại tiếp tục mình vẽ một cái đường bám thôi. Mình nghĩ là như vậy là ok nè. Đó, vậy thôi. Yes, yes, yes. Ok. Ok, vẫn được 3 sao các bạn. Tiếp tục. Là level 62. Level này làm sao chúng ta rớt cái này xuống đây nè. Như vậy thì chúng ta làm sao chúng ta phải đẩy cái thanh màu vàng ở đây nó đi vô. Ở đây chúng ta thấy cái thanh này nó sẽ dùng như là một cái lực đó, nó sẽ đẩy đi đó. Đây mình sẽ vẽ một cái thanh nào đó ngang để nó đẩy đó các bạn. Có lẽ là mình vẽ ngang nè. Oh my god. Không được các bạn ơi. Yes, không được. Hiểu rồi. Ở cái level này á, chúng ta phải làm sao cho nó cố định cái thanh ngang này các bạn. Đó. Rồi ở đây chúng ta sẽ vẽ. Đó. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái lực mình đẩy cái này qua. Mình vẽ cái thanh tương đối lớn á. Ok. Yeah, no way. Cái này nó rớt nhưng mà nó lại đẩy ra ta. Nó là sao? Nè, chúng ta phải vừa đủ nè. Đó. Oh my god, nó không đủ rồi, nó không đủ. Có vẻ này hơi khó đó. Bạn nào mà làm mà qua liền được đó. Còn cái này thì hãy để lại comment nha. No. Sao ta? Yes. Oh my god. Yes. Cái màn này ăn gian các bạn ơi. Cái màn này chỉ sử dụng như thế mình mới qua được thôi. Tiếp tục. Ở level tiếp theo này chúng ta thấy cái rồng rọc nó quay như thế này, nó rớt vô đây, nó sẽ rớt xuống đây nè các bạn. Cho nên ở đây chúng ta phải bám ở đây. Ở đây mình chỉ cần làm một cái tay bám thôi. Đó. Ok, vậy là nó bám nó vô đây rồi. Yes. 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 Ok. Công nhận hồi nãy cái level số 62 khá khó các bạn. Rồi, tiếp tục. Ở level này chúng ta cần đưa cái giấy vệ sinh này cho anh chàng này nè. Vậy thì chúng ta sẽ làm một cái rồng rọc để làm sao mà nó cái rồng rọc mình nó quay nó sẽ hất cái này qua bên trên này. Như vậy thì ở đây mình sẽ mình phải làm một cái rồng rọc để cho nó có độ bám các bạn. Ở đây nó phải đủ nặng các bạn. No way.
Nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Yes. Cho nên cái rồng rập của chúng ta là các bạn phải làm nó nhẹ thôi, nãy mình làm nặng quá cho nên cái tốc độ của nó khá là mạnh đó. Tiếp tục. Đây chúng ta có một cái điểm cố định đây, chúng ta phải quăng cái này lên đây các bạn. Như vậy thì ở đây mình đó, mình phải quăng cái này lên tới đây rồi nó rớt xuống đây nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đây. Nó phải giữ các bạn, nó phải đảm bảo được cái yes yes nhưng mà không được 3 sao các bạn. Tiếp tục go. Level 66 hit head là chỗ này đó các bạn, mà trong cái này nó quay ngược á. Cái này nó đang quay ngược như vậy thì làm sao chúng ta không cho nó rớt xuống đây các bạn. Như vậy mình phải có một cái đường thẳng luôn, mình phải vẽ một cái đường thẳng luôn. Như vậy mình sẽ vẽ luôn các bạn. Đó, cho nó rớt luôn. Có nghĩa là mình phải vẽ, đừng cho nó vô đây, dừng cho nó vô đây rồi. Ok, yes, rớt thẳng luôn. No way. Sao cây ta? Nhẹ thôi. Oh my god, sao ta? Này nó nhẹ thôi các bạn ơi, tại sao? Hey, no. Oh my god, sao ta? Cái này mình dơ gian các bạn. Và ok, nhưng vẫn được 3 sao các bạn. Tiếp tục. Ở đây chúng ta thấy hai cái rồng rọc này nó sẽ thay đổi đó các bạn. Chỉ cần nó rớt xuống cái là nó rớt liền á. Cho nên ở đây mình phải vẽ một cái đường mà nó bám qua chỗ này nè. Ok. Yes. Đây mình chỉ cho nó rớt ở đây là xong thôi. Yes. Nhưng mà không được 3 sao các bạn. Ok. Tục. 68. Level 68. Này nó đung đưa hả? Như vậy mình sẽ vẽ một cái đối tượng nào đó trên đây. Để cho nó sẽ luôn luôn cố định á, nó sẽ đẩy qua đây các bạn. Làm sao để cho nó cố định đây? Yes. Đây. Nó giống như là một cái biểu tượng hình tam giác đó các bạn. Ok. Oh my god, như vậy thì ok, chắc mình dùng hình quá. Oh my god, sao vậy ta? Ôi, cái màn này khó thiệt các bạn. Oh my god, ủa sao nó hình rồi mình sao mình làm nó không ra? Ủa? Ok, hiểu. Ôi, cái màn này khó quá. Bó tay. Càng về sau càng khó các bạn. Ở đây mình có một cái rồng rọc nè. Ok, dễ thôi. Thì bây giờ mình làm cho cái này nó quay xuống đây thì nó chạy qua thôi. Đó. Yes. Cái là càng về sau càng khó các bạn ơi. Khá khó đó nha. Ok, level 70. Ở level này thì chắc chắn một điều là cái anh chàng này anh sẽ rớt xuống đây nè các bạn. Anh bằng màu vàng này nè. Như vậy ở đây chúng ta sẽ ở đây mình phải giữ nó lại các bạn. Mình phải giữ nó theo cái chữ M á. Mình phải giữ nó lại, sau đó mình sẽ cho anh này rớt xuống đây.
mình sẽ cho nó bám lại. Ok, cái này chắc mình phải chấp nhận là 2 sao thôi. Ok. Đó, đầu tiên mình phải giữ lại các bạn. À, bước tiếp theo mình sẽ đẩy anh này qua đây rồi nó rớt xuống đây nè. Ok, oh my god. Thua rồi các bạn ơi. Lại. Đó. À, tiếp theo. Yes. Giờ vẫn được 3 sao các bạn.